Lần cuối anh yêu một ai trên đời,
mong sao chúng ta luôn thuận hòa. Dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Anh chị, tôi bạn ngồi ăn đây. Tôi là Nguyễn Văn Thắng, cậu của cháu Tú, là đại diện nhà trai. Trước tiên, tôi là phát biểu thay mặt đoàn nhà trai, tôi xin giới thiệu phần đoàn nhà trai mang đến được buổi lễ ăn hỏi hai cháu Tú Trang về đây là. Nhất là Mạnh và bà Hà là bố đẻ của cháu Tú, tiếp theo là bà Nguyệt là dì của cháu Tú, ông Hùng là chú giả của cháu Tú, bà Hạnh là cô của cháu Tú, tiếp theo là Hồng là dì của cháu Tú, tiếp theo là Lý là cô của cháu Tú, còn Hương là cô bên kia bên ngoài cũng là dì của cháu Tú, còn anh Nam ấy dạy ngoài ho với cháu nó ra ngoài lại để làm tiếp cô đậm cháu. Báo cáo để các ông các bà hai cháu cũng trang qua thời gian cùng việc sự đồng ý của hai bên gia đình chúng tôi hôm nay ngày này cũng tốt trên nhà trai chúng tôi nên có năm cháu đấy và xin phép gái xin cưới cháu trai đâu cũng là mong muốn hai nhà gái nhận để ăn hỏi của nhà trai quý cho chúng tôi hai nhà chúng tôi xin phép được cưới cháu trai đón dâu về nhà trai trong cái tình hình Covid chung. Hai bên gia đình hai họ tính trong cái buổi lễ hôm nay có thì cần trao đổi hai bên hai họ hai bên gia đình trong tiếp theo chuẩn bị cho anh Thắng đã có lời đại diện cho bọn nhà trai thì kính thưa các chị, kính thưa anh Thắng, anh Mạnh, chị Hà với các anh các chị thì tôi là Quang là bác ruột của cháu Trang, mặc cảm trong gia đình thì tôi cũng trước hết là cũng cảm ơn gia đình nhà gái, gia đình nhà trai, gia đình cháu Tú thì đã có đến đặt vấn đề với lại gia đình tôi và cũng là các cháu cũng đã tìm hiểu hai gia đình cũng đã có trao đổi qua lại là nhất trí cho nên là xin thay mặt gia đình là nhận lễ và cảm ơn gia đình cháu Tú là đã có tất công từ ngoài Bắc vào đây để làm cái lễ ăn hỏi cho hai cháu Trang. Thế còn về phía gia đình chúng tôi thì tôi cũng xin giới thiệu là gia đình chúng tôi thì bên nội bên ngoại tại vì tập ở đây cũng là khá đầy đủ nhưng mà trong này nó chật thì ra cũng những cái nhân vật chính ông bà thì cũng là trăm năm rồi thì thành ra là tôi là lớn nhất trong gia đình, bà xã tôi là quê thì là ở đây, thế còn chú thứ hai là chú Vinh là em thứ hai, còn cô Trinh ở kia đấy áo tím kia là vợ chú Vinh tức là bác của cháu Trang, còn cô Dung là chị thì ruột của bố cháu Trang tức là còn là bác là bên bên ngoại của cháu Trang thì rất là đông mọi người ở đây nhưng mà đây đại diện các bác cháu mình là lớn nhất thì là bên bên ngoại ra là cả hai gia đình nhà chúng tôi thì chị Hạnh là bốn cho nên là việc giới hỏi của cháu Trang cũng là rất là quan trọng thành ra là cố gắng là chúng ta có người ở đây mà cũng có người ngoài Bắc cũng vào vì anh chị ngày hôm qua cũng vào lo việc cho các cháu thì một lần nữa thì cũng là xin cảm ơn lần cho Tú và như Thắng nói quan trọng là cùng nhau giúp cho cái trong lòng hai cháu được lâu và tốt nghiệp hai cháu là do Covid không có mặt ở cái lễ trang trọng như này nữa
ta là hiện nay trang trọng, tình cảm. À, hai cháu Tú Trang thì hôm nay cũng là con của hai bên gia đình. Thì chúng tôi mong muốn rằng là hai cháu thương yêu nhau hơn, sát cánh với nhau trong suốt cuộc đời, cũng làm tròn cái bổn phận của con cháu đối với gia đình bậc kể trên. Cảm ơn sự có mặt của các ông các bà cô dì chú bác buổi lễ hôm nay trọn vẹn rất đẹp. Đây là cháu Nam, là em ngay sau Trang đấy, rồi đấy cháu này gọi là cháu Út, là Như Quỳnh ở nhà thì gọi là Út, tức là Út của nhà chú Thành, Út của Út đấy, là anh chị ba cháu, hai em ruột của Trang thì cũng xin giới thiệu với gia đình, để tại vì là sau này thì Tú nó là người trong nhà bên này, cũng giống như cháu Trang là con dâu con nhà bên đó, thì xin giới thiệu là hai cái nhân vật rất là quan trọng này. Trong tay đi dưới con đường là cùng trao cho nhau ngoài môi hôn, là vòng tay yêu thương mong mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời yêu, là ngày em bên anh không chút yêu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời bên nhau.
가슴이 또 설레요.
cry.